Để bảo quản Johnny Walker tốt nhất tại nhà, anh chỉ cần lưu ý một cái số nguyên tắc cơ bản như sau. Đầu tiên đó là tránh bởi ánh nắng mặt trời, bởi ánh nắng mặt trời có thể làm hỏng rượu. Và nhiệt độ phù hợp để anh chị bảo quản Johnny Walker là từ 20 đến 25 độ. Khác với bảo quản rượu vang, rượu Johnny Walker bảo quản chai phải thẳng đứng để tránh việc rượu tiếp xúc với nút chai và làm thay đổi đi hương vị. Anh chị lưu ý cần tránh những nơi như là lò vi sóng hay là tủ lạnh, bởi nhiệt độ cao sẽ làm giảm đi cái chất lượng của Johnny Walker. Và anh chị luôn nhớ đầy kín nắp chai sau mỗi lần sử dụng, bởi khi không khí mà tiếp xúc với rượu thì có thể làm giảm đi cái hương vị cũng như chất lượng của rượu. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về dòng Johnny Walker, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737. Và anh chị đừng quên bấm theo dõi kênh Johnny Walker chính hãng để liên tục được cập nhật những cái thông tin mới nhất về dòng Johnny Walker vào ngày mai.